Hello, em xin chào tất cả mọi người nha. Giờ mấy anh em ở nhà ăn sáng. Sáng cô mới đi sáng cô đi đâu muốn này sáng cô? Trường học. Mấy anh em sáng nào cũng ăn sáng xong đi đâu đi nha. Đây là ghế 5 sao. Ghế 5 sao. Wow. Đây là anh trai vợ nha. Chưa có vợ. Chưa có vợ mà hai con. Mà single available nha. Có anh em nào mà chị em nào mà có yêu cầu thì bạn trai gọi điện hẹn bữa ăn sáng của mình nha. Đây là những đồ ăn sáng của anh trai vợ đi mua. Bánh cuốn, chả lụa. Nhận đi em. Okay. Em giờ ăn sáng chúng ta có gì mà hay mình đi làm gì em sẽ quay cho cả đời cùng xem tiếp. Không bỏ cho em rồi. Ghê ơi. Giờ anh bữa nay hết tiền xài cho anh xin tiền xài em. Ui, cục này như chúng ta 50 à? Thấy giờ hết tiền rồi, xin kiện đẹp cho 50 xài nha. Thank you em. Giờ lát anh hẹn anh em uống cà phê xong mà đi massage nha. Ui, chi tiêu thoải mái. Thank you, kiện đẹp 5 sao nha. Giờ hai chồng em đi lên tiệm chơi nha. Kiện đẹp ơi. Kiện đẹp. Hai chồng em bắt taxi rồi, không phải Grab nha. Để con hai con gà đá. Ôi. Rồi bữa nay hai chồng em lên tiệm nha. Có gì hay và em sẽ quay cho cả nhà con xem tiếp nha. Này hai chồng mặc áo trắng, quyết định mặc áo trắng. Phải trắng cho nó hợp nha. Đáng lý bữa nay em mặc áo đen. Giờ là mấy anh em đi ăn trưa. Sao anh Hiếu? Ăn gì bên này anh Hiếu ơi? Mình ăn món phá lấu à. Thả ra xong bắt đầu mới lớn lên. Dạ, phá lấu. Rồi cà pháo. Có anh em ăn đơn giản thôi. Có cái gì chiên thì rán. Cắt cho thì rán được mà thì chiên được. Ba anh em mặn nhiều ta. À. Rồi, đây hai mấy anh em mời cả nhà ăn cơm được chưa nha. Ui, hậu sực quá. Ui trời ơi. À, bữa nay mời ba mẹ anh chị mời đi ăn sướng quá. Lên con chào bác. Này má vợ dì chú dễ 5 sao sáng cố với lại ba mẹ anh đi nha. Qua đi qua Vũng Tàu quốc liền thơm à. Giờ thì ra món cơm chiên cá mặn rất là ngon. Mời cả nhà ăn miếng nhạn ngự. Nhạn rất là ngon nha. Rồi. Đây là anh sáng anh trai vợ vẫn là chưa có bạn gái nha, chưa vợ luôn. Dạ. Ừ, đây cũng vợ. Đây là ba mẹ anh đi nha. Đây là má. Con mời bác ăn cơm đây bác. Dạ. Má vợ bên kia. Đây là chị Trúc, là người nhà thôi. Đi ra ăn tiệm sắm. Giờ kêu chắc là nhiều món nha. Bây giờ tạm thời ăn cơm chiên chắc đã. Giờ là thêm mấy cái hộp cuốn sắm da nha. Giờ nghe anh trai vợ nói là sa tế chắc là ngon. Giờ mấy cô chú chắc là thích ăn sa tế nha. Bây giờ có múc quá trời luôn.
là cùng gia người nhà thôi. Rất là vui nha. Cơm chiên hải sản bây giờ cả nhà mình cứ sắp vô chụp nhau tấm hình là dạ. Đây là cơm cơm bắc của Nghĩa Nam Sa, còn mấy cái trà quá trời nước uống luôn đó. Và quả trời nước uống luôn nha. Mình thấy là cái gì là cam à lộn cái gì là cái này là quên à trái tắc xay, hay trái tắc xay nha. Wow. Đây là miếng hấp hấp tôm khô rồi khói li li. Trời ơi. Rồi đây là nấm giang. Bốc thử miếng trước nha. 30 tiêu. Ngon á. Giòn giòn thực sự. Giờ là hiệp 3 nha. Càng ngày càng nghe càng nhiều món nha. Sáng của đẹp trai đây. Đó. Mình bếp trên mới ra dầu xào đã không dạ không gì á, con giảm cân, con đang mập, con đang giảm cân. Rồi à, còn 3 món nha, bây giờ hết ăn nổi rồi, bây giờ đem về nhà ăn. Giờ thằng bạn chở đi uống cà phê nha. Hai thằng thì em đi quay phim cho cả nhà cùng xem. Đây, trên đường đi. Đây là từ nhà em chạy ra nha. Nhà giờ em chạy ra. Giờ hai anh em đi uống cà phê, cùng đồng chơi. Đồng ấy không ngồi xe máy à, mát quá, sướng quá. Làm gì làm mà đừng có điện thoại em nha. Đó. Giờ em là hai anh em đi chơi. Đây. Còn Phát đang kia đi nhậu rồi, bỏ hai anh em ở đây rồi, được rồi. Đây. Thì tại vì không dám lái xe mấy nhà sợ nha, sợ chết nha. Không dám lái nha. Đây ông đường Bảo Hôm đi ra. Đi ra tin đâu rồi. Rất là đẹp. Wow, hay bị bụi nha. Phong cảnh thiên nhiên. Đừng có đừng điện thoại em mà đừng nha. Sẽ chắc bị điện thoại thôi. Để tài xế. Đây là ngã ba gì? Đầm Sen Phú Lâm ngã ba. Vòng xây nó lộn à, không phải nha. Vòng xây Phú Lâm nha. Chắc là đông xe. Nhưng mà chỉ có đi xe máy mới quay được thôi, còn đi xe ô tô là khó quay lắm. Nên là em quay để lại kỷ niệm thôi, cùng cả nhà cùng xem nha. Đây là ngã tư nha. Sợ quá, đi ra sợ quá.
Ô, xin này giúp xem mình nè, khoan đây bồ. Ôi, ôi. Phúc Long. Đây là có cà phê Phúc Long nha. À, nghe nói đồ rất là ngon nha. Để bữa nào em vô thử nha. Bây giờ em đi vòng vòng quay phim chơi thôi. Để bữa nào có gì em sẽ vào review cho cả nhà cùng xem. Giờ hai anh em đi bộ vòng vòng chơi nha. Đó. Đi vòng vòng chơi mấy cái quán này kia nha. Đó, mấy quán này ở ngoài rất là ngon nha. Hai anh em đi vòng vòng thôi. Đó. Đây là chỉ bán mấy cái này là táo đồ mặn nha, mặn cơm, đây là mặn cơm, đây là trái thơm, trái đào, nhìn rất là ngon nha. Còn với cái đường bên kia là bán đồ ăn quá trời luôn, đó, vòng vòng kia quá trời đồ ăn nha. Đó, nãy giờ hai anh em đi vòng vòng mà thấy xào quá trời đồ ăn. Bên ngoài kia là bán cơm xương này kia nha. Sò điệp nướng. Đây là lề đường bán quá trời đồ ăn nha, bắp này kia nha. Đường bao hôm. Đây là bắp nướng, quá trời bắp. Anh em đi dạo chơi bay chơi. Đây là khoảng 10 giờ tối. Đi được 2 tiếng rồi, đi vòng chơi ăn quặt chút xíu. Đường là đồ ăn không, đường là thiên đàng không. Ôi trời ơi. Như là khu bán dép này kia nha. Lắc em chạy vô đây. Thôi không vô đâu, đã có dép mặt rồi. Đến vô dòng quay trên chơi mặt kỳ lắm.